Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Blog Tâm Sự. Quý vị và các bạn thân mến, tính cho đến năm 2014, không ai phủ nhận sự tiện ích của mạng Internet. Những diễn đàn hội chơi được những người cùng sở thích lập ra, mục đích là để giao lưu kiến thức, sở thích và cả những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, cư dân mạng lại xôn xao xuất hiện khá nhiều hội chia sẻ vợ chồng hay còn gọi là hội thích xăm và swing. Vào được nhóm swing này rất là dễ dàng, chỉ cần có những thông tin rất vu vơ như là anh trai em gái đã có gia đình, đang cô đơn tìm người tâm sự, chia sẻ trên mạng là được. Và nếu ai quan tâm, đi sâu vào một vài đường link là có ngay số điện thoại của người được gọi là nhóm trưởng. Cảm thấy thích, thấy hấp dẫn, những người truy cập vào có thể hẹn riêng với trưởng nhóm để làm quen, để hỏi han hoặc là chia sẻ những điều đặc biệt của nhóm chia sẻ vợ chồng này. Trên các diễn đàn này thu hút hàng ngàn người quan tâm. Bên cạnh những comment không đồng tình thì có nhiều ý kiến cho là hiện đại, là quan hệ mở. Đặc biệt thành viên Trà Chanh Tự Muối, Nguyễn cho rằng đây là việc làm rất hay, nhằm tránh việc ngoại tình, tìm những tình một đêm. Ai đó chê bai là không thật rồi, đàn ông cũng như đàn bà, chẳng qua đàn ông mạnh dạn hơn. Vì vậy hãy can đảm lên, hãy nói ra bản năng và sự đòi hỏi của mình để cùng tìm vui trong hội, nhóm của gia đình sách các bạn nhé. Hay thành viên Quyết Nguyễn còn cho rằng đây là một cơ hội để mình sống thật với con người mình, rất mong được vào hội để gặp những người cùng quan điểm sống. Ban đầu các nhóm chủ yếu hoạt động tại Sài Gòn, sau đó mở rộng ra đến Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Các nhóm này đều có những tiêu chí và quy định để kết nạp thành viên mới. Những quy định khá khắt khe mà theo chủ các diễn đàn nói là để hạn chế những thành viên chỉ biết ăn không chịu chia. Tức là gia nhập nhóm chỉ biết xài vợ người khác mà không chịu đưa vợ mình đi. Những quy định chung để các thành viên gia nhập nhóm ăn chơi, bệnh hoạn, đổi vợ. Chắc chắn là phải có gia đình. Xuất thân và nghề nghiệp không quan trọng. Tuổi tác của mình và vợ phải tương đối phù hợp với các thành viên trong nhóm. Phải đi sinh hoạt bất kỳ lúc nào, được triệu tập và bất kỳ nơi đâu. Đặc biệt nữa, phải nói tên thật khi đi chơi, không níu kéo điện thoại sau cuộc chơi. Nội quy khắt khe nữa là không can thiệp vào chuyện gia đình của đối tác, không ghen tuông chụp ảnh, quay phim. Các thành viên chủ yếu làm quen nhau trên mạng. Khi đã quen biết sơ qua, nhóm trưởng có trách nhiệm điện thoại liên lạc với các thành viên. Các thành viên sẽ được offline để thân quen hơn nữa. Buổi gặp mặt đầu tiên sẽ rất quan trọng. Họ sẽ hẹn nhau ở một quán cà phê kín đáo nào đó với mục đích giảm độ ngượng ngùng. Ngay sau những trò chuyện ban đầu, nhóm này sẽ đi ăn nhậu để tăng thêm sự gắn kết. Họ sẽ có cảm giác gần gũi nhau hơn. Trưởng nhóm Swing Hải Phòng chia sẻ, sau màn ăn uống phê pha, cả nhóm sẽ kéo nhau đi nhà nghỉ. Nếu nhóm nhiều tiền sẽ lên kế hoạch đi du lịch khu vực ngoại thành. Những quy định chỉ được siết chặt ở những buổi ban đầu lập nhóm. Khi đã gặp nhau quen hơi thì các quy định cũng không còn quan trọng nữa. Sau nhiều lần mò, kết nối với nhóm chia sẻ vợ chồng Hà Nội, Hải Phòng, tôi đã kết nối được với Ca. Hẹn nhau lúc 9 giờ, nhưng tôi cẩn thận đưa cô bạn tới sớm nửa tiếng với ý định quan sát xem các thành viên của nhóm K đã đến đầy đủ chưa để dễ bề tính đoán. Đúng 9 giờ các thành viên của nhóm lục tục kéo đến. Nữ thì e lệ chào nhau, nam thì lịch sự, kín đáo, quan sát mấy cô nàng sẽ là đối tác của mình hôm nay. K nhìn vợ tôi từ đầu đến chân, không chừa một khoảng hở nào. Qua một vài câu giới thiệu có phần trầm lắng là phần hỏi thăm nhân thân của nhau, nghề nghiệp sở thích, chuyện xã hội bâng quơ. Không khí có phần nặng nề. Để chờ đợi giờ gờ, hơn 10 giờ, Ca xé vỏ bao thuốc lá, ghi tên các cô vợ bỏ vào túi áo rồi tuyên bố. Đến đây ai cũng hiểu mục đích của cuộc gặp mặt sinh hoạt của nhóm, nên tôi quyết định đến phần rút thăm. Các bạn nam bốc trúng tên ai thì cô đó là vợ của mấy bạn trong lần giao lưu này. Tất cả đều hên xui, nhưng đây là thành viên mới. Rồi chỉ cô bạn của tôi thì ưu tiên cho tôi, vì tôi là trưởng nhóm. Nói xong, Ca lần lượt móc từ túi áo từng lá thăm vào dúi vào tay các thành viên nam. Khi đọc lá thăm, có người ngẩng mặt lên nhìn trời, có người chậc lưỡi tỏ vẻ thất vọng. Ca nói tỏ vẻ thông cảm. Ở đây các em tuổi tác chênh nhau một chút, có người mới, người cũ, nhưng đã là quy định thì phải chịu, hên xui mà.
Thấy cô bạn bắt đầu bồn chồn lo lắng, tôi phải tính đường thoát hiểm. Bởi đến sau màn ăn nhậu của cả nhóm, để lấy hưng phấn không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi sự việc dường như tiến triển quá trôi chảy. Tầng 2 là một khu nhà hàng, nhà nghỉ thơ mộng ở khu Tân Cảng bên bờ sông Sài Gòn. Cảnh sắc ở đây thật khéo cho cái màn đổi trác có 102. Ngồi ở bờ sông, gió thổi lồng lộng mát rượi cả cõi lòng. Không ai nói với ai, nhưng từ khi ngồi vào bàn là cô vợ nào đã được chọn phải kéo ghế ngồi sát chồng của mình. Như những cặp vợ chồng hạnh phúc, trong một lần họp mặt bạn bè, các cặp cũng gắp mời nhau ăn, cùng cụng ly, nhỏ to tâm tình. Bia vào, chuyện thanh có, tục có, rồi nhỏ to tâm sự, vai kề vai, má áp má. Đang uống bỗng ca bật dậy nói, thôi, để tụi tôi khai trương bữa nay. Rồi dìu cô bạn tôi đứng dậy. Trước khi đi đến khu nhà nghỉ, ca không quên thu hết điện thoại của mỗi người, tắt máy cẩn thận. Dù yên tâm với kịch bản đối phó đã có từ trước, tôi vẫn nhìn cô bạn bước theo ca đầy lo lắng. Dường như cô vợ mới của tôi cũng đứng ngồi không yên nên khều nhẹ vào đùi tôi. Hiểu ý, tôi đứng dậy theo vợ về phòng nghỉ của mình. Nằm trên giường, vợ tôi chậm rãi thả hồn theo những dòng tâm tình của mình. Cô tên Trờ hiện là kế toán của một công ty trong khu chế xuất Tân Thuận, 34 tuổi, đã có một con 6 tuổi, chồng là kỹ thuật viên điện lạnh. Trờ lấy chồng lúc 26 tuổi, trong thời gian kiêng cữ, cô phát hiện ra chồng mình liên tục thủ dâm. Chồng của Trờ không léng phéng, mèo mỡ gì, nhưng cái tật thủ dâm trong thời gian dài dường như đã thành thói quen, nên anh chàng chẳng mang đến nhu cầu với vợ. Rồi Trờ cũng làm theo chồng để giải tỏa bức xúc. Cả hai đều biết rõ tình cảnh này nhưng ngại đi điều trị cả về tâm lý lẫn sức khỏe. Rồi họ biết chuyện đổi vợ qua những trang mạng. Em đã tham gia vụ này nhiều chưa? Tôi hỏi. Trờ nói chỉ 7-8 lần gì đó. Còn đối tác? Cũng đủ hạng người làm anh. Có người ở dơ, thân thể bốc mùi mà vẫn phải chiều. Có người thì hùng hục một cách tục tằn. Có người êm dịu, biết khơi dậy những bản năng tình dục. Có người làm đủ trò. Trờ nói, nếu không chịu sao không phản đối? Phản đối sao được anh? Chồng mình bây giờ đang làm tình với vợ người ta, mình cũng phải trả cho nó sòng phẳng. Chơi thì phải chịu, chịu thì mới chơi. Vậy thì cả hai chịu tình cảnh này mãi sao? Còn con cái nữa chứ? Nó lớn nó biết thì sao? Em cũng chẳng biết sau này ra sao nữa. Ly dị thì không nỡ, mà cứ sống như thế này thì thấy trong lòng không yên. Sinh hoạt tình dục kiểu này em biết sớm muộn gì cũng bị bệnh. Em nghĩ thôi thì mình đành bù với một ai đó để giải quyết, chứ bừa bãi kiểu này cũng nhục lắm. Có người chẳng thèm hỏi em câu nào, quăng em lên giường rồi cày bừa chán chê, xong là lăn ra thở, coi em y hệt như một con điếm vậy. Lấy cớ ra ngoài uống nước, tôi xem cô bạn xoay sở thế nào. Vừa ra thấy ca mặt sưng mày xỉa, gọi tôi lại mắng té tát. Vợ chồng vừa đi thẩm mỹ em bé, may vá tùm lum thì bố tôi cũng không dám đụng. Đụng vô nó tè le ra thì tôi chết à? Ông trời kỳ quá. Không nói đến những chuyện ốc mượn hồn, tức là một chồng nào đó mướn vợ gái làng chơi trà trộn vào hội này để thỏa mãn đôi bên. Hầu hết những người vợ tham gia trò này đều là người rất yếm thế, thậm chí là bị chồng bạo hành tình dục nhiều năm trời. Ít có người vợ chính chuyên nào dám có ý tưởng quan hệ quần hôn gần như trước mặt chồng. Mai Linh trong nhóm SG Free Love nói thẳng, em cũng đã tham gia giao lưu trong vài ba nhóm, chủ yếu là để trả thù chồng xem ảnh ra sao. Cuối cùng em thấy ảnh tỉnh bơ, có vẻ thích thú. Đàn bà cái xã hội này có thể chiều đàn ông khi ảnh cải thiện chút xíu về công việc, quan hệ làm ăn, nhưng thấy ảnh dâng vợ mình cho người khác mà chỉ ngồi với nhau vài giờ thì đó là thứ tình cảm gì? Linh nói thêm, khi quan hệ như vậy, cô không hề sợ bản thân mình bị hạ giá, mà cái giá bị hạ trong cõi lòng, trong con mắt của Linh là người chồng, người cha đang đầu ấp tay gối trong nhà mình với con mình. Từ đó những cái gọi là nghĩa vụ, đạo lý của người con dâu khi ngày giỗ Tết với Linh đều là chuyện vớ vẩn. Thậm chí khi nghe chồng dạy con, Linh cũng bĩu môi, xì một tiếng. Vì em không thấy chút giá trị gì trong đó, toàn đạo đức giả. Vậy tại sao ngay từ đầu em không kiên quyết ngăn cản và từ chối? Em đã từ chối rồi, nhưng ảnh năn nỉ thuyết phục để cho ảnh lên tinh thần mà làm ăn trong thời điểm khó khăn. Hơn nữa,
Ảnh đi làm sớm khuya, tối về là ngủ khì. Em thấy thương ảnh quá. Vậy là chiều, dẫu biết là sai. Còn Minh Hằng trong nhóm SG Friendship thì đau hơn. Cô thú thật, tất cả là tại mình. Khi nghe chồng đề cập đến chuyện đổi trác này, cô dãy nảy. Hằng vốn là con nhà gia giáo, là giáo viên mầm non. Khổ là Hằng chăm học sinh rồi về nhà chăm con thì đã hết pin. Hằng hết chịu nổi khi chồng mình hé rằng có câu lạc bộ vui, lạ lắm. Lúc đầu phản đối, nhưng chồng năn nỉ nhiều lần, Hằng tặc lưỡi cho qua. Đến khi gặp mặt, trò chuyện ăn nhậu, thì bỗng dưng Hằng thấy chồng mình lép vế, ăn nói không có duyên, nhậu ừng ực uống toàn 100%, đi cả ngày về không tắm. Còn người ta thì vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Thế là từ quy định không liên lạc ban đầu, Hằng bén mùi đàn ông lạ từ bao giờ. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Mai, chuyên gia tư vấn của Trung tâm Tư vấn Tâm lý Hồn Việt cho hay, các cặp vợ chồng cùng nhau đi cải thiện như vậy, thật ra nó chỉ giải tỏa sự ức chế về tâm lý và tình dục một cách nhất thời. Nhiều khi người vợ làm như thế là để trả thù, để chứng tỏ khả năng của mình là tươi mới và dồi dào. Nhưng tác hại về mặt lâu dài, tâm lý trả thù chứng minh là một sai lệch. Ở đây là gia đình mình, người vợ còn là người mẹ, mình trả thù chứng tỏ với ai? Bà Mai nói, cũng là một ý kiến nhưng cô gái tên Trờ đã nhắc ở trên thì khác. Trờ bộc bạch, em sẵn sàng cùng ảnh đi tìm chỗ chữa trị, dù gian nan tốn kém cũng đành. Nhưng ảnh nhất định không chịu vì bản lĩnh đàn ông không cho phép ảnh hạ mình như vậy. Biện lẽ, lý giải, thanh minh, tâm sự, nhưng thật hiếm có một gia đình nào mà người đàn ông tạm gọi là trụ cột, chỗ dựa mà mang vợ mình đi đổi. Điều này có thể hé mở một chút khi nghe cô bạn luật sư của tôi thuật lại. Sau một vài chuyến giao lưu, Ca thật ra là một đứa ma cô. Ca xưng là mình là kiến trúc sư thiết kế. Từ thời còn học đại học, Ca đã dụ rất nhiều em sinh viên, cả tình lẫn tiền, nhờ cái mã đẹp trai và dẻo miệng. Rồi Ca cũng dụ được một cô, dân Cần Thơ, con đại gia hẳn hoi. Nhưng khi vợ có bầu, Ca đã lộ chân tướng là một thằng chuyên lừa gái. Tệ hơn là Ca bài bạc liên miên, nợ nần tứ răng. Cô bạn cho biết thêm, người bị lừa đầu tiên chính là vợ của Ca. Yêu và chiều chồng, cô đã nghe Ca để ngủ với một chủ đầu tư giúp chồng mình có hợp đồng béo bở. Nhưng cô lại không biết rằng chủ đầu tư đó cũng là một tên lừa gái. Cứ mỗi lần nhậu ở nhà hàng, nó lại kêu cô lên hầu tiếp đối tác và sau đó là màn giao lưu văn hóa. Chỉ sau vài màn như vậy, cô đã là một gái gọi không chuyên và được thêm một hai căn bệnh xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị